Công ty Formosa gây thảm họa môi trường tại khu vực miền Trung Việt Nam cần phải được giám sát chặt chẽ trong cam kết về môi trường, đến khi nào đảm bảo an toàn mới được xả thải. Đó là chỉ thị mà ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam đưa ra tại cuộc họp trong ngày 8 tháng 3 ở Hà Nội. Diễm Thi trình bày. Theo chỉ thị thì cần tiếp tục giám sát công ty Formosa trong cam kết về xả thải, cũng như cam kết có trách nhiệm xã hội với người dân tại địa bàn nơi công ty đặt nhà máy. Ông nói chỉ khi nào công ty Formosa đảm bảo an toàn tuyệt đối về môi trường mới cho xả thải. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần phải theo dõi chặt chẽ các hiện tượng về môi trường nhằm có biện pháp khắc phục, không để lo lắng trong dân chúng. Gần đây, tại khu vực biển Vũng Áng, nơi có nhà máy Formosa, cũng như ở Thừa Thiên, Huế và Đà Nẵng, người dân phát hiện những vệt nước màu đỏ mà họ cho là bất thường. Trong khi đó, cơ quan chức năng lại nói đó là hiện tượng bình thường, khiến cho dư luận hoang mang. Xin được nhắc lại, nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, vào đầu tháng 4 năm ngoái đã xả hóa chất độc trực tiếp ra biển, khiến cho hải sản và sinh vật biển chết hàng loạt. Công ty Formosa thừa nhận việc làm của nhà máy và đồng ý chi trả 500 triệu đô la cho phía chính phủ Việt Nam để bồi thường cho người dân chịu tác động, cũng như khắc phục môi trường bị ô nhiễm bởi hóa chất. Theo thông báo được đưa ra tại cuộc họp vào ngày 8 tháng 3 của Ban Chỉ đạo Khắc phục sự cố môi trường 4 tỉnh miền Trung do ông Trương Hòa Bình làm trưởng ban, thì sẽ cho thành lập 4 đoàn kiểm tra, thanh tra việc bồi thường thiệt hại môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Thông tin từ cuộc họp cho biết, đến ngày 6 tháng 3, cơ quan chức năng giải ngân được gần 3.600 tỷ đồng cho 4 tỉnh được khoanh trong vùng chịu tác động bởi thảm họa môi trường, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Số tiền 3.600 tỷ đồng được nói thuộc khoảng 4.680 tỷ đồng tạm cấp. Như vậy, khoản chi bồi thường đã đạt 76%. Đối với thảm họa môi trường do nhà máy Formosa gây nên, nhiều người dân chịu tác động trong thời gian qua tiến hành biểu tình, yêu cầu chấm dứt hoạt động của nhà máy gây hại, cũng như đòi hỏi phải bồi thường thỏa đáng cho số bị tác động. Cuộc biểu tình mới nhất diễn ra ngay trước nhà máy Formosa là vào ngày 5 tháng 3 vừa qua.